Nội thất gỗ xanh.vn mang đến giải pháp nội thất thông minh và thẩm mỹ cho ngôi nhà của bạn. Nội thất gỗ xanh cung cấp đầy đủ các dịch vụ liên quan đến nội thất cao cấp như thiết kế, thi công sản xuất và bán lẻ. Với các sản phẩm chủ đạo như ghế sofa, giường ngủ, tủ sách, tủ áo, kệ bếp, ghế cà phê, karaoke. Chúng tôi thiết kế, sản xuất, gia công và sáng tạo sản phẩm theo màu sắc và cá tính riêng của mỗi khách hàng. Truy cập ngay website gosanh.vn hoặc liên hệ hotline 0919 318 277 để nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn ngay hôm nay. JP Morgan tuyển dụng những người có tiền án tiền sự, tại sao không? Mỹ đang tự hào về tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong gần 50 năm, nhưng những người có tiền án tiền sự thì khác, họ vẫn đang chật vật tìm một công việc ổn định. Ngân hàng lớn nhất nước Mỹ muốn một sân chơi bình đẳng, CEO của JP Morgan Jamie Dimon cho biết. Khi ai đó không thể bắt đầu một cơ hội cạnh tranh việc làm, điều đó thật tồi tệ cho doanh nghiệp và nhóm người cần tiếp cận với cơ hội kinh tế. Ngân hàng này cũng cho biết rằng muốn mở rộng đội ngũ nhân viên tiềm năng sau khi đã thuê một số người có tiền án tiền sự cho các công việc không yêu cầu kinh nghiệm như xử lý giao dịch và dịch vụ tài khoản. Theo JP Morgan, Mỹ đã mất từ 78 tỷ đến 87 tỷ USD GDP hàng năm do lại những người có tiền án tiền sự khỏi lực lượng lao động. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc giáo dục và tạo cơ hội việc làm cũng giúp giảm nguy cơ tái phạm. JP Morgan hiện đã thực hiện quy định ban The Box bằng mục đánh dấu về tiền án tiền sự trong các mẫu đơn tuyển dụng, tạo cho người phạm tội cơ hội công bằng để cạnh tranh việc làm. Rào cản gia nhập. Nhưng vẫn còn nhiều người sử dụng lao động yêu cầu tiết lộ tiền án tiền sự và điều đó đặt ra một rào cản gia nhập thị trường việc làm cho những người có lý lịch tư pháp. Do đó, tỷ lệ thất nghiệp của người Mỹ có tiền án tiền sự khá cao, ước tính khoảng 27% trong số 5 triệu người từng bị giam giữ tại Mỹ, so sánh với 3,5% trên toàn nước Mỹ. Một hồ sơ đủ điều kiện để ân xá hoặc đã xóa án tích không nên là vấn đề cản trở người xin việc. Nhưng nếu bạn cướp ngân hàng, rất có thể bạn vẫn chưa được JP Morgan tuyển. Bà Heather Higginbottom, chủ tịch mới của JP Morgan Chase Policy Center khẳng định, "Chúng tôi không hạ thấp tiêu chuẩn tuyển dụng của mình." Năm ngoái, 10% số lượng nhân viên JP Morgan tuyển là 2.100 người có tiền án tiền sự từ hành vi vi phạm trật tự đến lái xe khi sử dụng chất kích thích. Bà Higginbottom cũng có chia sẻ về quy định xóa án tích khác nhau giữa các tiểu bang. Một nghiên cứu được thực hiện ở Michigan cho thấy chỉ có 6,5% số người đủ điều kiện cho một lý lịch trong sạch thực sự đã tiến hành xóa án tích. Pennsylvania, Utah và California đã thông qua luật để tự động hóa quy trình. Một số ít các quốc gia khác đang tiến hành điều tương tự. JP Morgan cho biết họ sẽ làm việc với các tổ chức cộng đồng có thể giúp hướng dẫn mọi người trong quá trình này. Ngân hàng cũng cho biết họ sẽ đầu tư khoảng 7 tỷ USD vào các tổ chức cộng đồng tại các thành phố bao gồm Chicago, Detroit và Columbia để hỗ trợ những người từng phạm tội. Theo Khánh An, Trí Thức Trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio a@gmail.com, số điện thoại 0964002593.